thầy cũng muốn chị. Thế mà thầy trước mình vào sau. Nam Định mới thấy mình vào trước. Chị nó đấy dây mà. Đấy dây thẳng đây. Chết nhiều vào chết nhiều đấy. Chết nhiều lắm. Ninh Bình. Vào trước đấy thẳng cái dây. Rồi. Nam Định chết ác lắm, thấy mình chết rồi. Hải Dương mình ít. Chị đạt lắm. Đúng rồi. Trận chiến đấu ở Thành Hãn lên đấy là gọi là máu là đỏ sông Thành Hãn. Thành phố Quảng Trị 81 ngày đêm đuổi nhau. Về sau đó nó thằng Mỹ nó đánh chết độc Đà Nam mình không vào lắm. Không vào. Các chí ở trận chiến đấu ở sông Thành Hãn ấy mà tham gia trận ấy mà vác được cái gáo về nhà là khúc lắm rồi đấy. Thế phải sao? 30 tháng 4 chúng em vào trong mấy giờ sau. Bà má hỏi nhá. Quê con ở đâu? Quê con ngoài Bắc cuối rồi, quê con ngoài Bắc vô mãi trong này con. Vô đi vào. Vô đi vào. Đúng, đúng vì dân vì nước vậy con vô mãi trong đời con à đấy dạ các bà mẹ trong mới quý lắm thì đạt đảo rồi sau là sang rồi sau cái trung đoàn của ông em là quay lại sang Campuchia đấy à thế à Campuchia Quảng Trị đấy chết đạt đảo đúng rồi đấy thằng ơi, cháu thằng ơi, thằng Tài sang Cù Tây sang Campuchia đấy Cù Tây chết ác lắm mà ba nước Đông Dương nhé Việt Nam này Campuchia nào đoàn kết ba nước Đông Dương Việt Nam Lào Campuchia là anh em đấy đấy ba chết ác lắm mình sang giải phóng Campuchia cho Campuchia để nó biết ơn mình ấy. Biết ơn mình. Chết. Chết đấy chứ. Có xe con đi thoải mái. Đúng rồi, xe con đi thoải mái. Thoải mái rồi. Đúng rồi. Thế trời. Đúng rồi. Đi Nha Trang bắt đầu. Nha Trang tắm biển, nhà bãi biển Nha Trang. Nha Trang đi xe bát là không đi đi nữa. Thế rồi. Đông lắm. Thế rồi. Đông ơi là đông. Đấy không có đèn đỏ này nè, xanh gì hết. À thế à? Không. Không có tín hiệu thế nhưng đủ lắm mà. Thành phố Nha Trang đấy. Nha Trang đấy. Thế chú vào chưa? Vào rồi em, vào em biết chứ, người ta không biết. Trong ấy, thế là trước hồi chiến tranh chú có vào đấy không? Vào rồi, đủ lắm. Thế không có đèn xanh, không có đèn đỏ. Không có gì cả. Người cứ xếp đó. Đông ở đấy là dân du lịch đến khắp thế giới đến nhiều người cứ xếp đúng không